Lần đầu tiên cho mẹ với cha trải nghiệm thử trứng ba ba luộc chấm muối ớt coi mùi vị nó như thế nào. Từ hôm qua tới giờ thì không thấy nhã ở nhà, mà hỏi mẹ thì nghe mẹ nói nó đi vô trong đồng á lụm trứng ba ba gì của ai ở chổng á. Mà em nhớ không lầm, hình như con ba ba với con gùa nó đẻ con mà ta đâu phải đẻ trứng đâu. Mấy cái trứng của nó đem về nhìn sơ ngang thì giống trứng cắt kè, mà dòm kỹ kỹ là thì giống trứng chim. Mà thôi cũng kệ, của cho là của ngon, mình đỡ mua khỏi tốn tiền. Mẹ em la nó nói mày gan thiệt, mùa nước nổi mà mày dám vô tới trong đồng luôn, ta không có dám đi rồi đó. Vừa la nhã xong nghe chó sủa đi qua, gặp nguyên một bé na nằm về trên đường đi luôn. Cái này mà không phát hiện đi ngang nó hung cái dọn cái chắc tàn hình. Mà mấy cái con này nó hung kinh khủng luôn, nó cắn luôn tới cỡ nào nó cũng không buông hết trơn. Lần đầu tiên nhà em ăn thử nghe nó tanh dữ lắm, phải ăn nóng mới ngon. Mẹ em nói để tao lấy cái muối 7 độ qua tao làm nước chấm cho nó thiệt cay luôn, ăn nó đỡ tanh hơn. Mà mấy cái trứng này nó ngộ quá mấy chị ơi, sao càng luộc nó càng bể ra gì nè, mà nó giữa không mà nó không có đặc như cái trứng của mình. Hình như 100 trứng là em luộc nó bể chắc khoảng 20-30 trứng đó mấy chị. Còn mấy cái trứng nào mà còn nguyên á thì gỡ ra nó cũng bị giữa hết trơn à, hay là cái lỗi nó như vậy em cũng không biết luôn. Cái muối 7 độ của nhà em đợt này được khách khen quá trời luôn vì cái độ cay. Mấy chị mua hàng qua giỏ hàng của em nha.